Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay, thứ tư ngày 24 tháng 7 năm 2024, giải nhất miền Bắc 30628, giải nhì 26680, 27547 và bao gồm cả giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt. Chúc mọi người một ngày mới bắt tay phát lộc. Mọi người xem kênh này nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải đặc biệt miền Bắc hôm nay 53470. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bước quay thử xổ số miền Bắc lần sau.